Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77 km, điểm đầu tại nút giao đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với quốc lộ 2D thuộc địa phận xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, điểm cuối tại KM 77+00, khớp nối với dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang. Quy mô giai đoạn 1 với 2 làn xe cơ giới, 7 nút giao liên thông và 3 nút giao bằng, 91 hầm chui và 22 cầu. Đến giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km/h. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn khẳng định tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang nói riêng. Việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, trở thành trục giao thông kết nối nhanh, thuận lợi, giải quyết được những điểm nghẽn về giao thông liên vùng từ thủ đô Hà Nội qua tỉnh Tuyên Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Hà Giang. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để khởi công dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương cần nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án.